Mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Tâu Kể Vlog. Các bạn thân mến, khi các bạn được sinh ra trên cõi đời này, có lẽ người các bạn phải cảm ơn đầu tiên đó chính là ba mẹ của các bạn. Và nếu được hỏi bao nhiêu bạn yêu mẹ nhất cuộc đời này, thì có lẽ trên 90% sẽ trả lời con yêu mẹ nhất trên cuộc đời này. Và nếu có đặt câu hỏi bao nhiêu bạn yêu ba nhất trên cuộc đời này, thì có lẽ nhiều bạn sẽ băn khoăn, và chắc chắn một điều là dưới 50% sẽ trả lời con yêu ba nhất trên cuộc đời này. Bởi có lẽ khi một đứa trẻ sinh ra cuộc đời này, thì người mẹ phải thức hàng đêm trong nhiều năm để chăm sóc đứa con của mình. Các bạn thân mến, có lẽ các bạn đã từng có trải nghiệm cảm thấy mệt mỏi, khó chịu khi thức một đêm, nhưng mẹ của bạn đã từng thức cả đêm trong nhiều năm để nuôi dưỡng và chăm sóc một thiên thần bé nhỏ. Sự tổn hại sức khỏe của người mẹ đã được đánh đổi bằng sự lớn lên hàng ngày của bạn. Và có lẽ nếu ngày đó không có sự kiên nhẫn và sự hy sinh của người mẹ, có lẽ bạn đã không thể tồn tại đến bây giờ. Và chắc hẳn một điều mà nhiều đứa con chưa biết, đó là tình cảm người ba dành cho con nhẹ nhàng và ít nói ra bằng lời. Mỗi khi bạn vấp ngã hoặc thất bại, ông ấy thật sự rất đau nhưng không bao giờ nói ra bằng lời. Điều hạnh phúc lớn nhất của một người đàn ông đó chính là nghe được tiếng con mình gọi ba. Nó thật sự quý giá hơn những thứ vàng bạc trên cuộc đời này. Các bạn thân mến, ở chuyên đề cảm ơn mẹ, nhiều bạn trẻ đã mạnh mẽ và tự tin nói lời cảm ơn chân thành đến mẹ, và những lời cảm ơn xuất phát từ sâu thẳm trái tim. Nhưng vẫn còn nhiều bạn trẻ không thể đủ tự tin và mạnh mẽ để nói lời cảm ơn ba. Chắc hẳn những bạn này đợi đến lúc quỳ trước quan tài và nói lời cảm ơn ba, nhưng thật sự đã quá trễ, ông ấy không còn nghe.